gái thì rất hay thích chơi búp bê. Khánh Vân của chúng ta đam mê súng ống. Tại sao lại có cái sở thích nó hơi mạnh mẽ như vậy? Không biết ạ, từ bé thích như thế. Bé thích siêu nhân, thích chơi dao, phi tiêu và bắn súng. Chú ngại nào? Chú phi dao cho con xem nhé. Nhưng mà chú không biết. Bắt cầm à? Bắt phá bắt trúc. Bắt phá bắt trúc. Bắt phá bắt trúc. Bắt phá bắt trúc. 1, 2, 3. Bắt phá bắt trúc. Bắt phá bắt trúc. Bắt phá bắt trúc. Đây mới khó nè. Hay quá Khánh Vân ơi. Xương ơi. Wow. Dạ. Xương ơi. Ôi trời, thơm thế. Thơm thế. Thơm thế. Một cây thuốc nào vậy Duyên? Thích cái mùi này lắm. À dạ, hôm nay em gác mấy giờ hả đồng chí nhỉ? Ôi. Dạ thì hôm nay em gác mấy giờ ạ? Bây giờ thách thì thách gì cũng phải làm. Còn thật thì hỏi gì cũng phải trả lời thật. Được. Cái thách đồng chí Toàn lại ôm đồng chí Vân kìa. Ôm đồng chí Vân kìa. Rất là nắng nóng luôn, nắng đỉnh điểm luôn. Sớm muộn thì em cũng sẽ rớt thôi. Wow. Giỏi quá. Hay quá. Vậy mình bắn vô tay đó nha. Đúng rồi. Căng thẳng quá. Nhắm càng ngon mà mở mắt thôi. Wow. Ôi, giỏi quá. Không mệt quá. Bắn súng này nó là một cái rất là nguy hiểm. Và cần cái độ an toàn rất là cao. Mình cần phải tỉnh táo và tập trung. Thì thật sự hôm nay em rất là mệt. Chiều nay em mệt quá, em không tự tin. Thì tay lên cũng được. Thì tay lên cũng được. Rất ngầu là Vân. Tình, ơi tình. Cũng không có run sợ gì hết, cho nên cảm thấy bản thân như được anh Long đẻ ra một lần nữa. Bản thân như được anh Long đẻ ra một lần nữa. Cảm giác đã hơn hôm qua đúng không? Dạ đúng rồi. Đừng đùa với cô giáo nha. Trời ơi, bài sướng kìa, bài sướng kìa, bài sướng kìa.